Mình đang phải chia sẻ thêm cho Đức được không, là cái tầm quan trọng của việc dạy con về tiền trong quá trình hiện nay. Đức biết nãy giờ mình em cũng đã chia sẻ, vậy là cái tầm quan trọng của cái việc tại sao mà mình phải dạy đó. Chia sẻ với anh Đức cũng như là tất cả quý vị phụ huynh về cái lý do là tại sao chúng ta lại cần phải dạy con về tiền ngay từ khi còn rất là nhỏ. Các cha mẹ có thấy không ạ, khi mà chúng ta có con đó, chúng ta coi các con gần như là cái tài sản lớn nhất trong cuộc đời, và chính vì như thế cho nên tất cả mọi thứ chúng ta sẽ dành cho con, dành cho con về mặt vật chất, về mặt chăm sóc. Ngay từ khi còn nhỏ chúng ta cho con ăn những món ăn có chất nhất, và chúng ta lấy gì để mua những món ăn đấy ạ? Chúng ta lấy tiền. Chúng ta sẽ cho con đi học những cái môn học, rồi ở trường học nếu có thể thì đó là những trường học hàng đầu tại nơi mà chúng ta sống. Và dù vất vả đến đâu đi chăng nữa thì kể cả chúng ta cho con đi học trường làng, chúng ta vẫn cố gắng để cho con học thêm hoặc là những cái giao lưu để con có thể phát triển hơn, thì ở đó chúng ta cần gì ạ? Cũng là tiền. Rồi chúng ta mua sắm cho con những bộ quần áo để con mặc, và chúng ta cho con đi đâu đi đó, và tất cả những gì chúng ta chăm sóc và trang bị cho các con chúng ta đều cần tiền, đều cần tài chính. Và tài chính đó thì mỗi người sẽ có một cái ngành nghề khác nhau để chúng ta tạo ra thu nhập để chúng ta chăm sóc cho các con. Nhưng có một cái sự thật mà Bình An quan sát thấy ở rất nhiều cha mẹ trong việc chăm sóc và nuôi dạy các con, đó là chúng ta luôn làm cho các con theo cái nghĩa là chúng ta cho và nghiễm nhiên là các con nhận, và các con đó nhận tất cả những cái điều đó từ lúc đẻ ra đến những khi học cấp 3 và học đại học, và gần như các con chưa bao giờ phải hiểu là tại sao cha mẹ phải đi làm để lấy tiền, tại sao cha mẹ lại cần phải tính toán đây là khoản tiền học, đây là khoản tiền sinh hoạt phí, đây là khoản tiền bảo hiểm, đấy là khoản tiền để xây nhà. Các con không biết được những cái điều đó. Và đặc biệt thậm chí cha mẹ ở người Việt Nam ấy, hay có một cái suy nghĩ rằng là gì ạ? Kiểu như là các con còn nhỏ ấy, cho nên là những cái chuyện này các con chưa cần phải biết, mà chỉ có người lớn nói chuyện riêng với nhau thôi. Thế nên cứ về là tiền bạc thì cha mẹ sẽ đóng cửa nói chuyện riêng với nhau và tự tính toán. Thế còn những cái mà các con nghe thấy sẽ là gì? Sẽ thấy là khi cha mẹ mâu thuẫn với nhau về tiền thì bắt đầu cha mẹ cãi nhau. À, thế là các con chỉ nhìn thấy những cái phần nào đấy rất nhỏ liên quan đến tiền. Ví dụ như là tiền nó sẽ tạo ra mâu thuẫn cho nên cha mẹ mình mới cãi nhau. Hoặc là khi mà cha mẹ tức lên lúc mà cho con rất nhiều thứ mà con không chịu học, rồi con cám dỗ con ăn chơi, thì cha mẹ sẽ nói là tao đã vất vả khổ sở vì mày như thế. Nghĩa là gì? Cha mẹ cực kỳ là vất vả khổ sở nó mới có tiền. Thế nhưng cha mẹ đưa tiền cho các con thì các con lại không đi đến đâu cả. Thế là các con có những cái nhận thức, những cái hiểu biết, những cái cảm xúc về tiền á, nó rất là vụn vặt. Và thường ấy, nó lại là những cái góc nhìn thiếu sót. Sẽ đáng tiếc hơn nữa nếu như những cái góc nhìn đó nó bị tiêu cực. Ví dụ như các con nghĩ rằng là vì tiền mà mình vất vả này, vì tiền mà mình mâu thuẫn này, rồi nếu mà không có tiền thì sẽ không làm được cái gì này, không có tiền thì sẽ không có ai thương mình này, chẳng hạn là như thế. Thế thì tại sao chúng ta cho các con rất nhiều thứ có ích lợi từ khi còn nhỏ, chúng ta không cho con thêm một cái nữa về mặt tư duy đúng đắn với tiền, để sau này khi các con học, có thể là học nghề hay khi các con đi đại học hoặc du học, các con xác định rất rõ cái hành trình về chuyện thành công, hạnh phúc nó không chỉ là chứng minh ở bên ngoài xã hội, mà là làm thực sự cho các con với cái tài năng của các con, và các con có thể sống một cách tự chủ trong cái cuộc sống của mình mà không đòi hỏi cái sự gọi là trách nhiệm, cái nghĩa vụ của cha mẹ trong cái câu chuyện là trang trải cho các con về tiền. Mình đang nghĩ vậy đó.